Chào mọi người, hôm nay Linh lại trở lại với một video mới. Và trong video này, Linh sẽ review bộ sưu tập Mercy Melotine phiên bản Dream Late Night. Nếu ai là fan của Mercy thì cũng biết Melotine là bộ sưu tập all time best seller của Mercy. Phiên bản nào ra mắt cũng cực kỳ hot và được mọi người săn đón. Sắc tím hot trend sẽ là tông màu chủ đạo chính của thiết kế lần này. Phần vỏ giấy bên ngoài có packaging bầu trời mây tím, phủ thêm một lớp óng ánh như là màu cầu vồng cực kỳ hảo diệu. Cây son bên trong vẫn mang hình dáng trụ tròn như mọi khi, nhưng lần này màu vỏ sẽ được phủ một lớp màu tím pastel bóng nhẹ siêu xinh. Tên bộ sưu tập và logo hãng được in màu trắng trên phần thân son. Lần nào Mercy cho ra mắt sản phẩm mới là Linh rất bồ kết packaging. Đó là lý do Linh quay sản phẩm rất là kỹ để tôn lên được hết vẻ đẹp của nó. Đầu cọ son mềm nhưng lông hơi dài, nên khi viền môi không được quá sắc nét, mọi người chú ý nha. Bắt đầu với phần swatch thì màu đầu tiên là màu M9, một tông cam san hô pha chút đất nên màu không quá sực rỡ, đánh lòng môi thì nhẹ nhàng, các bạn có thể dùng khi đi học hoặc đi làm được. Đánh phun môi thì sẽ đậm hơn nhưng cá nhân Linh thấy màu này mọi người cũng không cần make up cũng có thể sử dụng được. Chất son của version này vẫn vậy, cực kỳ mềm môi và hơi bóng nhẹ khi mới đánh. Sau khi môi khô hoàn toàn thì sẽ lì lại rất là đẹp, nhưng mà vẫn hơi dính ra đồ dùng vì chất son có nhiều thành phần dưỡng. Bạn nào gấp quá thì có thể bặm nhẹ môi ra giấy khô là màu sẽ lì lại ngay lập tức. Nhưng mà cách này sẽ hơi làm màu môi nhạt đi so với màu gốc một chút. Tiếp theo là màu M10 Get High Rush, tông màu cam nâu cực kỳ đẹp. Đánh lòng môi hay là đánh phun môi thì đều đẹp. Linh cực kỳ thích màu son này mọi người ạ. Make up một chút khi dùng son thì sẽ thấy nổi bật hơn và cũng không làm xỉn men răng nhiều. Đánh lòng môi thì màu lên không rõ, đắt lắm, nhưng mà đánh phun môi thì màu lên sẽ chuẩn hơn nhiều nha. Mùi hương của cây son lần này vẫn là hương trái cây và Linh cảm thấy hơi giống mùi trái nho. Hương thơm nhẹ nhàng, không quá nồng cũng không quá khó chịu. Với M11, Pillow Talk Brick sẽ là một tông đỏ nâu đất thiên về tone ấm. Đánh lòng môi thì sẽ hơi có ánh cam nhẹ, còn đánh phun môi thì sẽ rõ đất hơn. Màu son này khá là dễ dùng, không có kén da và kén make up, nên dù có make up hay là không thì vẫn sẽ dùng được màu son này nhé. Như Linh đã nói ở trên thì cọ hơi dài, thế nên là khi viền môi sẽ hơi lem nhem. Vậy nên nếu bạn nào thích có một đôi môi sắc nét thì có thể dùng thêm cọ để viền lại, hoặc là dùng tăm bông để tạo hiệu ứng mờ mờ ở viền môi cũng rất là đẹp. Bình thường thì các màu son hồng đất sẽ không phải là gu của Linh, nhưng với cây M12 Lofi Indigo này thì khác. Tông hồng đất rất là xinh xắn Hàn Quốc, đánh lòng môi Linh thấy xinh nhất. Tuy nhiên là tông màu này chỉ hợp với các bạn có tông da từ trung bình cho đến trắng. Khi dùng son nở make up xíu vào thì phù hợp với màu son này hơn. Vì chất son có dưỡng nên là độ bền màu cũng không quá cao, vẫn dây ra cốc chén đũa thìa khi ăn uống. Ăn bữa nhỏ thì không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà khi ăn một bữa lớn thì son sẽ trôi đi hết để lại một lớp màu nhẹ. Cây thứ 5 M13 phải nói là một màu siêu siêu đậm luôn đấy mọi người. Màu này làm Linh liên tưởng đến cây son teen đánh môi xí muội đã từng hot hit một thời ấy. Tông đỏ rượu vang ánh tím trầm này đẹp nhất là khi đánh lòng môi, độ chuyển màu rất là đẹp. Đánh phun môi thì hơi dừ nhưng mà rất phù hợp với các bạn nữ có phong cách cá tính. Và đặc biệt là rất cần một lớp make up khi sử dụng màu son này để tô lên được vẻ thần thái và quyền lực của nó. Ngoài ra khi dùng màu son này cần phải tô thật cẩn thận nha mọi người. Vì màu son đậm nên là không cẩn thận sẽ làm môi chỗ đậm chỗ nhạt đấy. Và đây cũng là màu duy nhất để lại lớp base màu rất là đậm. Cuối cùng là M14 Slumber Maroon là một tông đỏ đất trầm. Màu son hợp với mọi tông da nên là nếu như bạn nào muốn tìm một cây son đẹp và an toàn thì em này là một lựa chọn không thể bỏ qua. Vì là tông đỏ lạnh nên sẽ làm nổi bật hàm răng của chúng mình nữa nên lại càng không thể bỏ qua. Tóm lại đây là một dòng son phù hợp với các bạn có đôi môi khô vì có rất là nhiều dưỡng chất. Hơn hết là chất son súc mịn có thể che phủ được rãnh môi của mọi người. Giá thành lại vô cùng hợp lý nên là mình sẽ để lại link ở bên dưới cho mọi người tham khảo nhé.
Vậy là video của Linh đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!